Phùng Thiệu Phong tung clip Triệu Lệ Dĩnh ngoại tình, thực hư như thế nào? Mới đây, truyền thông bất ngờ xôn xao về thông tin Phùng Thiệu Phong vì quá tức giận nên quyết định tung video Triệu Lệ Dĩnh ngoại tình. Đoạn video được tung ra với lời đề tựa khá thu hút. Phùng Thiệu Phong chịu không nổi tiết lộ video ngoại tình của Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh khóc lóc nhận tội, là lỗi của tôi. Mẹ Phùng Thiệu Phong tức giận, ngay từ đầu đã không thể chấp nhận cô con dâu này. Cư dân mạng, chúng ta đều nhìn nhầm người. Cụ thể hơn, theo thông tin trong đoạn video thì Triệu Lệ Dĩnh đã qua lại với một đạo diễn 67 tuổi và phải khóc lóc xin lỗi Phùng Thiệu Phong. Trong video, Triệu Lệ Dĩnh và người đàn ông này cùng ăn cơm, cười nói vui vẻ và sau đó xuất hiện tại khách sạn cùng với ekip và một số người khác. Ngay sau khi bài viết được tung ra, đã trở thành đề tài gây xôn xao dư luận. Nhiều người không rõ thực hư của câu chuyện liên quan tới Triệu Lệ Dĩnh là gì. Tuy nhiên, trên thực tế, đây chỉ là một đoạn video cố tình cắt ghép và giật tít câu view mà thôi. Những hình ảnh trong clip thực ra là buổi gặp gỡ ăn cơm cùng cả đoàn phim, trong đó có Triệu Lệ Dĩnh và đạo diễn Trịnh Hiểu Lâm. Được biết, đạo diễn Trịnh Hiểu Lâm được xem là một trong những đạo diễn có tiếng tăm của Cbiz. Ông cũng là đạo diễn của bộ phim Hạnh Phúc Tới Vạn Gia mà Triệu Lệ Dĩnh đóng chính. Hình ảnh được cho là Triệu Lệ Dĩnh tới khách sạn ngoại tình, thực chất là buổi tụ tập bạn bè vui vẻ mà thôi. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ đối với những thông tin cố tình xuyên tạc gây ảnh hưởng tới Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Theo nhiều người, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh ly hôn trong yên bình, cả hai đối diện với chuyện chia tay rất văn minh. Chính vì thế, fan hâm mộ hy vọng người qua đường cũng như truyền thông cho họ một khoảng không gian riêng. Phùng Thiệu Phong được biết đến là tài tử đào hoa bậc nhất showbiz Hoa ngữ, khi bên cạnh anh từng có nhiều bóng hồng như Triệu Lệ Dĩnh, Nghenny, Lâm Doãn cùng hàng loạt tình đinh đồn như Dương Mịch, Tống Thiến, Quách Bích Đình. Nhưng khi nhắc đến, mọi người thường chú ý đến hai cuộc tình của Phùng Thiệu Phong với vợ cũ Triệu Lệ Dĩnh và tình cũ Nghenny. Năm 2012, Phùng Thiệu Phong công khai hẹn hò với Nghenny, cặp đôi gắn bó như hình với bóng và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn nhỏ. Sau 3 năm bên nhau, Phùng Thiệu Phong, Nghenny bất ngờ tuyên bố chia tay trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ, chứ không phải thông báo tin về chung một nhà mà công chúng vẫn nghĩ bao lâu nay. Lý do chia tay không được tiết lộ, nhưng theo trang QQ thì mẹ của Phùng Thiệu Phong cảm thấy Nghenny là người chỉ biết nói lời hay ý đẹp, bà nhất quyết không chịu để nữ diễn viên Thiên Thịnh Trường Ca bước chân vào nhà họ Phùng. Dưới áp lực đến từ bà Phùng, cặp đôi nổi tiếng này chỉ có thể quyết định đường ai nấy đi mà thôi. Cuộc tình với Nghenny qua được 3 năm thì Phùng Thiệu Phong công khai chuyện kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh và đáng ngạc nhiên hơn là mẹ tài tử Lan Lăng Vương lại đồng ý để họ ở bên nhau. Trong mắt bà Phùng, Triệu Lệ Dĩnh là một cô gái rất kiên định, cô đã vượt qua những rào cản về xuất thân và học thức, nỗ lực vươn lên thành ngôi sao hàng đầu showbiz Hoa ngữ. Không chỉ vậy, mẹ của Phùng Thiệu Phong cho rằng nữ diễn viên Minh Lan chuyện chín chắn và biết suy nghĩ, thích hợp để kết hôn hơn là Nghenny. Chỉ có điều sau chưa đầy 3 năm, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong lại chọn ly hôn. Cuối cùng họ không thể sánh bước bên nhau đi chung trên một con đường được nữa.